Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập 1, phần luyện tập và vận dụng trang 117, sách giáo khoa môn địa lý lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Dựa vào hình 1, hãy nêu tên các hành tinh theo thứ tự xa dần mặt trời. Hệ mặt trời gồm có: mặt trời là ngôi sao lớn, nằm ở vị trí trung tâm, và 8 hành tinh quay xung quanh mặt trời. Nằm gần mặt trời nhất, đó là thủy tinh. Ở vị trí thứ hai, đó là kim tinh. Thứ ba là trái đất. Thứ tư là hỏa tinh. Thứ năm là mộc tinh. Thứ sáu là thổ tinh. Thứ bảy là thiên vương tinh. Và cuối cùng là hải vương tinh. Vậy là cô và các em đã giải xong bài tập 1, phần luyện tập và vận dụng trang 117, sách giáo khoa môn địa lý lớp 6 cũng sẽ kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.